Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ nghịch ngu với khẩu Water Y2000. Vâng, khẩu này thì đáng nhẽ mình sẽ nghịch ngu trong chế độ Zombie cơ. Nhưng mà mang vào chế độ C4 cho nó chất. Vào đây thì xác định là ăn hình SML. Hôm nay thì mình sẽ đi rank cùng bạn Mỹ Kim. Ở cái định mệnh Mỹ Kim đâu rồi? What the hell? Ôi, có người biết mình kìa. Thôi xong rồi. Vãi xoài, trận này chúng ta gặp team clan gì đấy quên bài đó rồi. Một clan level cũng khá là cao. Một bé này, úi dồi ôi, thơm thế. Ôi, cung kìa. Tao lại sợ mày quá cơ. Cung đâu? Và chết rồi. Úi dồi ôi, bên khu vực hẻm A đã bị clear sạch rồi này. Vãi xoài. Rồi chúng ta sẽ tiến lên khu vực nhà bạn. What the hell? Tao lại đâm mặt vào tường làm gì ấy? Hay nhỉ? Định mệnh đang đẩy lên nhà bạn, bạn nó thông đít rồi, nó lại giết thêm một người nữa. Vâng, khả năng là cân tim rất là cao. Mấy cái thằng úp mặt vào tường thì nghi vấn hack rất là cao nhá. Mình thấy mình đi với bọn hack rất là nhiều, tại vì mình đi lẻ thì hay ghép với lại team hack. Nó không hiểu tại sao luôn, mỗi lần nó hack ấy thì nó hay cắm mặt vào tường. Đâu rồi? Úi dồi ôi, đi chậm này, đúng rồi, canh bom thôi. Quả đấy mình thấy Mick kìa. Qua đây. Đúng rồi, hai thằng đâm mặt vào Mick thì kiểu gì cũng thắng thôi. 2 vs 1, không chột thì nó cũng que. Nghe bảo là yếu rồi. Mình chắc chắn là win thôi. Đấy, đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Vãi xoài thật. Trận đầu tiên chết xàm quá. Ôi, cái khẩu này thì bắn rất là khắm lọ. Tốt nhất thì các bạn nghịch ngu, các bạn vào bắn 1-2 trận cho vui thôi. Hoặc nếu các bạn muốn luyện ý, thì vào chế độ sniper đơn thì các bạn luyện nó rất là bá. Còn đối với những người như mấy lâu lâu mới chuyển qua bắn một lần. Rồi nó... Em còn ngoài này rồi. Tuy nhiên không biết là tại sao vẫn còn ở ngoài. Quá đen. Cái khẩu này thì bắn nó, mình cảm giác nó tù tù sao ấy. Tại vì nó nhấp được một viên cái là nó bị deplay tầm 5 giây nó, các bạn mới bắn lại được một viên tiếp theo. Hầm cống. Rồi, nó chết bà rồi. Thế nhiên chắc thủ cống lúc nãy ăn mình như này. Được cái khẩu này rất là nhẹ nhá. Này thì solo rồi. À, đây nữa. Rồi, hay quá. Sao win dễ nhở? Bọn này đi theo team clan mà. What the hell? Ok, thanh niên kia đang cay cú anh em ạ. Bạn Mỹ Kim đang cay cú ngoài sảnh. Không hiểu tại sao không vào được. Nó lên kìa. Một bé này. Hai bé này. Hai bé rồi. Ủa, sao team mình chết hết đấy nhở? B, ok. Phải xoài, nó đẩy lên B nát team rồi ạ. Vâng, bây giờ B nó còn 3 thằng. Chúng ta sẽ làm gì được đây? Mình sẽ đi cùng thằng này vào khu vực hẻm B. Này thì bắn bạn tao này. Rồi. Còn thằng lúc này flat kìa. Này thì bắn với chúng tôi này. Ui dồi, ui dồi, tôi xong rồi. Đậu xanh M4 thiên thần. Nó dã. Nó sấy như chưa từng được sấy. Khẩu này cũng mệnh phết đấy anh em ạ. Mình hơi đánh giá thấp em nó rồi. Thực sự nó cũng rất là mệnh. Nhưng với tầm xa thôi. Nhưng nếu mà nó áp sát như thế thì không mệnh được đâu. Tầm xa cái này chấp tất. Mà nếu mà đối đầu với súng sniper chắc mình nghĩ là không chấp tất được đâu. Tại vì sniper như kiểu... Úi dồi ôi. Ok, sao nó bắn trúng mình nhở? Sniper thì nó kiểu... Nó vẫy một phát nó nhanh hơn. Đây rồi này.
Ơ kìa, vãi. Vì thế mình lôi khẩu hoa 2000 nó bắn. Ok. Nó đẩy lên mic rồi. Mình nghĩ là vẫn còn. Rồi mình sẽ thủ ở đây đi, cho chắc chuyện. Cam thủ ở nhà cho nó chắc. Rồi còn mỗi mình đậu xanh cho team chết hết đấy nhở. Rồi thế xong rồi, định mệnh nữa. Vãi xoài, nó còn có tí máu á. Có bắn hai viên như thế cũng trúng kìa. Đùa. Vâng, mình đã nghĩ lại là khẩu này cực kỳ phế vật. Nó lại bật kèo cho xem này. Ok. Rồi, nó sẽ đi A này. Anh em đâu qua A kìa. A này. Rồi, con này. Rồi anh em đâu? Anh em tôi đâu hết rồi? Vãi xoài, mệnh. Biết thế mình đéo nhảy xuống á. Cạn lời. Ô, mình cứ tưởng là đồng bọn đứng xung quanh đông lắm cơ, mình mới bay xuống. Đéo mà tin được. Nó lại chạy đi nó mới ghê nhá. Vãi thật. Vâng, đồng bọn thì nó chạy lại chạy hết trong lúc mình nhảy xuống. Công nhận cover mắc hay. Vâng. Cái này yêu cầu tinh thần đồng đội rất là cao. Đồng đội mà hơi bị óc một cái là rất là khó bắn. Rồi hay quá, được rồi. Cố lên nào. Bom A. Cố lên, chúng ta phải win. Rồi win được nó mới chất đấy em ạ. Bây giờ bọn nó sẽ để full các kiểu. Ở cái đậu xanh. Ơ. Ơ kìa. Vai. Mình bắn như thế mà nó không không chết kìa. Định mệnh để nó lua hết cả team. Khổ thân. Hẻm B, ok. Hẻm B. Hẻm B thì mình sẽ qua đây cây nhá. Kìa thấy rồi. Úi rồi. Vai headshot kìa, định mệnh xấy ác thật. Vờ lời. Xấy hay vậy ta. Cống nhỉ, đúng rồi, tuyệt vời. Thêm một trận nữa nào. Cố lên. Chúng ta phải win. Đấy đấy, nó lại lòi ra này, lòi. Ôi, ôi dồi ôi, không trúng kìa. Vãi. Rồi, nó đẩy lên hẻm A rồi các bạn ơi. Sao mỗi mình kênh A thế này? Thế này ai chơi? Vâng, team lại chạy đâu hết rồi. Team đẩy qua mic. Rồi, nó giết sạch. Vãi xoài. A đông. Vâng, A đông cũng chịu thôi. Khó ghê. À đây rồi. Ui, vãi một phát cũng chết kìa. Định mệnh. Ôi tôi xong rồi. Tức ghê, một phát không chết. Vâng, lâu lâu thì nó ảo ảo một tí. Đam nó bé lại. Yếu rồi này, hai thằng đều yếu rồi. Mình bắn hết cả hai. Bây giờ chỉ việc là la liếm thôi. Úi dồi ôi. Khó. Vâng, một mình không thể cân tất được. Vâng, team mình tự dưng chết hết, không biết là tại sao. Cố lên nào anh em. Bắn gì kỳ vậy? Úi dồi. Vãi nó lấp ló không ăn được à. Sợ thật ý. Nó để lên A cho xem này. À để lên hẻm này cho xem này. Hẻm này. Ôi, định mệnh. VL. Gắt thật đấy. Căng. À đông rồi ấy, anh em VA đi. Trận này không VA sấp mặt L ấy. VA nào. Ui dồi ôi nó đông. Thế còn đâm đầu ra nữa chứ. Vãi xoài. Hay quá. Giết nó luôn, ok. Cố lên nào. Bên nó cũng còn 3 thằng thôi.
Ôi thật sự rồi, thằng kia nó sấy ảo cực ấy, sấy mắc chất luôn. Úi dồi ôi, căng. Thằng cầm AK-47 sấy mắc chất luôn anh em ạ. Sấy kinh vãi. Không xong rồi, đứng đây không xong rồi. Mình nghĩ nên xuống. Úi dồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, xây, xây. Mình nghĩ nên xuống hố đứng nó chất hơn. Mình không thích đứng ở sau ấy, dễ bị chết. Mà thằng kia nó không chết mà vẫn vẫn không giết được nó. Cạn lời. Và chắc là bị bật kèo rồi. Nên mình đang thể hiện cái bản lĩnh là bắn ngu hơn, ok. Và dĩ nhiên rồi, người ta đi team mà. Bắn thế theo là hơn được. Anh ấy có bạn Mỹ Kim đi theo thì có thể là ăn được. Còn bây giờ thì mình nghĩ là không. Lúc đầu mình không hiểu tại sao team mình lại ăn dễ dàng team nó như thế. Đây là điều ngạc nhiên, tại vì team mình toàn gà mà. Bắn hơn thì rất điều rất là hư cấu. Úi dồi ôi, snip kìa. Ôi chịu rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.